kéo Trang vô, kéo Trang vô, kéo Trang lên chơi. Dạ em muốn về, em lại về, em về. Em đeo khẩu trang lên. Em đeo khẩu trang lên. Còn bố Đức rồi. Bắt lại đi. Cô có quyền gì yêu cầu quay lại? Tôi mời cô lên phường làm việc. Em không hiểu, em không hiểu anh đang nói chuyện gì. Tôi không có nói cô hiểu với không hiểu nha. Tự nhiên bây giờ người ta đi đường, em không đi đường, tôi hiểu nha, em đây bố nhà bố Đức. Cô có giấy tờ gì ra được không? Anh ơi, thằng này chở em nhá, em không lái xe. Tôi hỏi cô thôi, bây tôi giờ hỏi anh này. Bây giờ tôi không chở ai lái xe. Sao mấy người kia, mấy chú không hỏi đi, em không hỏi đi. Chứ người ta có giấy. Bà làm gì cho tôi đây, xong thì tôi làm gì cho ta? Còn bà cái ông này, bắt người ra ở kiểm tra đi, bắt mất người này. Đi thành lại không chạy xe tải qua. Chạy vậy hết tôi. Áp tải rồi. Trong tối nữa. Mẹ mày giờ đã xong rồi mẹ nó khổ. Nam. Đừng ông nói. Ông tự nhiên tôi vừa bước ra cửa cái thì tôi xin mẹ. Đừng nói. Cửa phải ông xin giùm tôi đấy. Đừng nói đây. 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 Ôi nó mà đi nó kia. Không, ông cứ đi ra đây con ra đây. Mấy người kia đi ngoài đường. Ông nào xin? Quay mà quay. Ông nào xin? Ông nào xin cái? Chú ơi, làm đi về đi. Ông nào bước vô đây xin giùm cái. Ông cầm cây cảnh đi, anh bên sai. Xe xuống hả? Ở đây đây, chờ áp giải xe rồi, áp giải lên xe đã. Nam ơi, đeo tay vô Nam ơi. Nên cho xe là đi lên chuộc, mình đi bộ về.
Đâu tại người mở cốp mà áp giải xe. Em không đừng có để chúng tôi làm. Bây giờ mấy em bắt xe giờ đang dịch Covid lên này không? Đang dịch Covid thì ở đang nhà tôi đang chuyển ai đi xe lên. Đi ra đường rồi có dịch Covid. Đúng không? Đúng rồi đó. Sai chị không làm gì sai chị mới đi đây là nhà chị gần đây. Đi đâu đâu? Anh đi lên xe đi, kêu nó lên xe đi. Biết chị ra đường thì biết bạn. Vụ này nếu cô này có chứng làm phải đúng đây. Đưa mày. Ông này mày lo. Bây giờ chị chấp hành thì cái tội chị nhẹ. Anh nữa quay nữa có làm đâu mà quay. Ủa nói vậy đi lên xe đi. Đi lên xe về làm gì? Ngồi đi đi em cỡ tao. Sao em không có sai mà nó sách kỳ vậy? Đi ra làm gì? Tôi có đầy cái tay như vậy. Bà làm cái gì chấp hành đi. Vì em không quay cho mẹ em đang nói chuyện với anh đàng hoàng. Ông có ai ai nói chuyện với anh. Bà lớn rồi. Không lên xe. Không lên xe đúng không? Nên xanh. Anh kia. Anh lên xe đi anh. Anh lên xe đi. Em có không làm gì hết mà ngồi đi ra đây. Anh kia lên xe đi. Không đi. Đi bảo mẹ lên xe. Em có làm gì sai đâu. Giờ lên xe đi vậy không? Không lên được là không lên mà sao mà lên được? Có xe hốt lên chưa thì về được. Đó, tải xe em về. Áp lại cô này về luôn. Có xe chạy, anh lên xe. Rồi, lên đi, có người chạy về cho anh. Để chạy xe về đâu. Thôi vô không? Chứ mấy người kia nhà. Không để nó đi nhà. Đi nhà đi em chịu. Con em biết xíu anh ngủ nhà. Anh ngủ con chó đi giúp em. Phải giờ tôi nói chị đi lên làm gì? Con em có 2 tuổi đang ở nhà làm người. Không có ai chung hết là không cho. Anh ơi con em 2 tuổi. Về nhà đi là muốn gọi cho ai đó gọi. Không phải con em 2 tuổi. Đừng có hù ở đây. Nó là bố nó. Con này thằng này bố nó nè. Cho nó lên nó hỏi. Xe nhanh lên. Nhưng mà con em 2 tuổi đấy nha. Anh em à, xuống lên đi. Anh thông cảm chị, em 2 tuổi con đừng việc xong xuôi rồi tôi sẽ cho cô về chứ tôi không giữ cô. Nha. Chứ không phải là nói chuyện là sai. Con người ta 2 tuổi cao ở nhà, bây giờ con ép nó đi ra đi mua đồ. Con đi ra được đi mua đồ, đang tính ra là thật là mua. Xong tính đi qua đây đi. Không, tính mặt xuân đi nè, tính ra đây, không đi vào qua đây. Chứ không đi đâu hết. Có lên xe như là ngày thường nhá. Hả? Anh ơi, em đi gần trong sạch. Ở đâu cũng vậy. Chị em sai. Ủa, ta đã nói là nhà nào ở nhà đó. Thì lên xe. Sai, lên xe. Bây giờ, cô nói cô nha. Không muốn làm mặt tay với chị. Cô không chấp hành đó, cô sẽ bị cưỡng chế. Chứ không phải nói là tôi không đi là không đi đâu. Ngoài thẻ không ạ? Mời cô về với ba là về. Không, em mới 2 tuổi được với ba. 2-3 tuổi mà làm vậy vào cưỡng chế đưa về. Mình với cô nè. Lên xe hay không? Không, không lên đó. Anh bấy em là sai đi, em không làm sai, em không sợ anh. Anh cái tổ chức việc này. Ông xã, 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 Nam Nam ở nhà ơi. Dũng ơi, Dũng ơi, Dũng, Dũng, Dũng. Cầm hậu quay, đang quay á. Chạy cho mấy cái xe về cái Nam ơi. Xe xe đó này là xe này Nam. Cầm cái nó thấy. Đi về coi xem. Chứ vừa nó không quay được. Anh đi anh à.